anh ta bắt buộc tôi phải bán kênh cho cái bạn đó, thì tôi mới lên trên mạng lùng sục những cái nơi mà bán kênh YouTube, và tôi đã bị lừa. Tôi cũng đã làm cái clip chia sẻ ở trên YouTube nói về việc tôi mua kênh YouTube ở trên mạng và bị lừa, và nó đưa kênh giả cho tôi và xong rồi nó đóng kênh lại luôn đó. Nó lấy tiền của tôi, một đứa lấy tiền của tôi 3 triệu, một đứa lấy tiền của tôi 17 triệu, bán kênh YouTube 100 mấy chục ngàn người đăng ký, nhưng tất cả đều là giả dối. Và tôi mất cái tiền đó thì tôi cũng quay clip cho mọi người coi là tôi làm là chân thật, nhưng người khác làm là đều giả dối. Và trên mạng đó, đã chuyển tiền đó rồi khó lấy tiền lại lắm, và phải đợi sau 30 ngày mà nó không trả tiền á thì mình phải kiện ra công an là tội nó lừa gạt này kia thì mới có thể lấy lại tiền được. Và khi nó làm việc giao dịch với mình trên mạng xong, nó sẽ xóa tất cả thông tin trên Zalo hay tin nhắn để nó phi tan bằng chứng là như vậy. Rồi.